Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nhật ngữ Hoa Sen. Hôm nay cô sẽ cùng với các bạn tiếp tục học mẫu ngữ pháp mới trong kiến thức N5. Hay, trước khi vào bài, các bạn hãy cùng cô xem một bức tranh nha. Đầu tiên, cô có hình ảnh của một lớp học. Và thầy giáo sẽ hỏi một câu hỏi rất quen thuộc. Đó là, các em đã làm bài tập chưa? Sau khi hỏi câu này thì sẽ có hai cách trả lời. Một là, rồi, em đã làm rồi ạ. Còn ai mà chưa làm thì rụt rè trả lời rằng là chưa, em vẫn chưa làm ạ. Vậy thì những câu này trong tiếng Nhật chúng ta sẽ nói như thế nào? Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu câu đầu tiên, các em đã làm bài tập chưa? Này, chúng ta sẽ nói là Mo shikudai o shimashita ka? Rồi thì trả lời rằng là Hai, mo shikudai o shimashita. Còn chưa thì sẽ là Iie, mada desu. Cô có một cấu trúc ngữ pháp cụ thể như sau. Mo đi với động từ quá khứ, masta cả. Hay, mẫu ngữ pháp này có ý nghĩa là đã làm gì đó chưa. Đã làm bài tập chưa thì là mo shikudai o shimashita ka. Hay, nếu mà làm rồi thì mình sẽ trả lời là hay, mo de masta. Còn chưa là ie mada desu. Giống như các bạn học sinh lúc nãy trả lời là rồi thì là Hai, mo shikudai o shimashita. Còn chưa là Ie, mada desu. Và để hiểu hơn về mẫu cấu trúc ngữ pháp này, các bạn hãy cùng cô đến với những câu ví dụ sau đây. Rồi, câu đầu tiên, em ăn cơm chưa? Em đã ăn cơm chưa? Bạn đã ăn cơm chưa? Câu hỏi rất quen thuộc của người Việt Nam chúng ta đúng không nào? Hay, vậy thì câu này trong tiếng Nhật nói như thế nào? Hay, mo gohan o tabemashita ka? Hay, bạn đã ăn cơm chưa? Em đã ăn cơm chưa? Vậy thì nếu mà chúng ta ăn cơm rồi thì chúng ta trả lời là Hay, mo gohan o tabemashita. Còn chưa thì sẽ trả lời là Ie, mada desu. Hay, tiếp theo cô có mẫu câu là Em đã ngủ chưa? Động từ ngủ là nemasu. Vậy thì câu này chúng ta sẽ hỏi là Mo nemashita ka? Em chưa ngủ thì em sẽ trả lời là Ie, mada desu. Rồi, một tên của một bài hát nổi tiếng của Bích Phương, Em bỏ hút thuốc chưa? Chúng ta có động từ bỏ là yamemasu. Và câu này chúng ta sẽ dịch là Mo tabako o yamemashita ka? Em đã bỏ hút thuốc chưa? Hay, nếu mà chưa thì em sẽ trả lời là Ie, mada desu. Còn rồi thì là Mo tabako yamemashita. Hay, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo. Chào, mata kondo, onegaishimasu.